Cái trước khi mà đến đây á, thì tôi cái lưng của tôi rất đau, đau đến nỗi mà tôi không có đi được nữa, mà đi đâu phải là có người dìu chống gậy rồi đi xe lăn. Nhưng cuối cùng á, thì đến đây điều trị được chừng khoảng 1 tuần là tôi bắt đầu tôi đỡ dần và tôi đi được. Rồi bác sĩ tiến hành tôi phương pháp thứ nhất là nắn, bác sĩ nắn xương, rồi sau đó thì làm cái vật lý trị liệu, cái điện rồi siêu âm, thì tất cả những cái đó thì tôi đỡ dần. Dịch vụ ở đây rất tốt, từ các cô tiếp viên ở ngoài cho đến các y tá, bác sĩ, nhất là bác sĩ rất là nhiệt tình và làm tận tình, thành ra tôi cũng yên tâm tôi trị.